Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của HelloShop. Thì như các bạn đã biết, dòng MacBook từ xưa đến nay luôn đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của một người sử dụng chuyên nghiệp trong rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì tiêu chí để lựa chọn một chiếc MacBook để làm những công việc liên quan tới đồ họa hay là kỹ xảo dựng phim, hoặc thậm chí là nặng hơn liên quan tới là đồ họa mô phỏng, thì sẽ lựa chọn cho mình chiếc MacBook nào là hợp lý nhất. Thì hôm nay mình sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi đó nhé. Trong ngành thiết kế thì ta có các nhóm phần mềm đồ họa như là nhóm thiết kế đồ họa 2D, 3D hay là kỹ xảo dựng phim. Thì với nhóm thiết kế đồ họa 2D, chúng ta có Photoshop, Illustrator, InDesign hay là Corel. Với nhóm thiết kế đồ họa 3D thì chúng ta có 3D Max, Maya, Cinema 4D hay là Unity. Với nhóm kỹ xảo dựng phim thì chúng ta có Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut Pro X hay là Sony Vegas. Như các bạn có thể thấy, tương ứng với từng nhóm người dùng, thì với nhóm thiết kế đồ họa 2D không yêu cầu xử lý những tác vụ nặng, chúng ta có thể sử dụng MacBook Air hoặc là MacBook Pro 13 inch với những cấu hình cơ bản rơi vào khoảng 8GB RAM, card onboard như là Intel Iris Plus cũng như là Intel UHD. Trong khi đó, để phục vụ nhóm thiết kế đồ họa 3D cũng như là kỹ xảo dựng phim, với những yêu cầu về phần mềm chuyên dụng lên tới là từ 8 tới 16GB RAM hay là mức card đồ họa yêu cầu ở 2-6GB RAM, thì chúng ta có dòng MacBook Pro 15 cũng như là 16 inch. Với dòng MacBook Pro 15 inch 2016 trở đi thì chúng ta đã được trang bị cho mình những card đồ họa RAID giúp tăng hiệu năng render cũng như là khả năng xử lý hình ảnh. Với dòng MacBook Pro 16 inch ra đời năm 2019, nó là sự lựa chọn tuyệt vời cho công việc xử lý đồ họa cũng như là dựng phim. Sở hữu cho mình một cấu hình cơ bản là i7 đề chính, 6 core, xung nhịp là 2.6, 16GB RAM, bit 2666, card đồ họa RAID AMD Radeon Pro 5300M 4GB, 512GB SSD. Chiếc MacBook này đang được khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn ở tại Halo, các bạn hãy tham khảo nhé. Có thể thấy công việc đồ họa đòi hỏi một cấu hình vượt trội hơn, do đó bạn phải lựa chọn một chiếc MacBook có cấu hình cao hơn so với bình thường. Hãy cùng điểm qua một chút về phần cấu hình nhé. Thì việc được trang bị một CPU mạnh, nhiều nhân sẽ giúp cho máy bạn hoạt động nhanh và trơn tru hơn. Máy sẽ render các project của bạn nhanh nhất có thể. Kế đến là RAM, dung lượng RAM cao, bus cao sẽ giúp các bạn chạy được nhiều phần mềm cùng một lúc. Và điều này rất hữu ích, đặc biệt cho các nhà dựng phim. Bởi vì chắc chắn bạn không bao giờ sẽ sử dụng một phần mềm mà làm được phim cả. Về phần card đồ họa VGA, thì dòng MacBook Pro 15 inch từ năm 2016 trở đi và MacBook 16 inch mặc định được trang bị VGA rồi, cho nên khả năng xử lý đồ họa cũng sẽ được cải thiện đáng kể so với các dòng card onboard. Đơn cử ta có Radeon Pro 5500M 8GB trên MacBook Pro 16 inch có khả năng render một video 4K dài 5 phút, chỉ mất hơn 3 phút. Ổ cứng lưu trữ cũng là một điểm đáng lưu ý vì các dự án phim lớn luôn chiếm nhiều tài nguyên. Những project phim 4K nặng tầm hàng trăm gig là chuyện bình thường, nên những cỗ máy của bạn nên có dung lượng SD nhiều terabyte sẽ thoải mái hơn. Bên cạnh đó, thời gian xử lý các tác vụ về dựng phim thường kéo dài khá là lâu và liên tục sẽ làm cho máy của bạn nóng hơn. Do đó, những dòng MacBook mỏng, nhẹ, có hệ thống tản nhiệt hạn chế như MacBook Air sẽ không thích hợp. Ngoài việc MacBook Pro được trang bị cho mình một cấu hình cao, thì đồng thời cũng phải nói đến những ưu điểm tuyệt vời mà MacBook mang lại trong quá trình sử dụng. Ảnh hưởng rất nhiều đến sự lựa chọn mua laptop của người dùng dù mục đích sử dụng là gì đi nữa. macOS đã chứng tỏ được khả năng vận hành tối ưu, sự mượt mà, ổn định và không ảnh hưởng bởi nhiều bởi malware hay là virus khiến máy bị hack. MacBook được trang bị chip bảo mật riêng, vì thế mọi dữ liệu trên máy đều sẽ được mã hóa và không ai có thể xâm phạm nó. Nếu bạn làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sẽ hiểu rằng dữ liệu công việc của mình quan trọng đến nhường nào. Một chiếc máy MacBook Pro 16 inch chỉ ngốn chưa đến 100W năng lượng, kể cả khi nó hoạt động hết công suất, tiết kiệm hơn rất nhiều so với các laptop tầm cao khác. Hơn nữa, cách mà MacBook quản lý năng lượng rất khoa học để có thể giảm thiểu tình trạng overheat, giúp máy hoạt động luôn mượt mà, tuổi thọ linh kiện sẽ được đảm bảo hơn. Màn hình Retina sẽ cho khả năng hiển thị chính xác, màu sắc, độ tương phản, các thứ đều tốt hơn so với màn IPS thông thường. Kèm theo đó là góc nhìn rộng hơn rất nhiều, giúp người sử dụng có thể nhìn rõ màn hình cho dù họ có nghiêng sang trái hay sang phải.
MacBook Pro 16 inch có khả năng xuất hình ảnh lên đến 2 màn hình 6K thông qua cổng USB-C Thunderbolt 3, phục vụ cho mục đích trình chiếu cũng như là không gian làm việc sẽ rộng rãi hơn. Việc chọn lựa một chiếc MacBook để làm đồ họa thì điều cần có đó là về phần cấu hình, nó có phù hợp với lại phần mềm các bạn đang sử dụng hay là không. Một chiếc máy tính bàn hay là PC cũng là một sự lựa chọn tốt, nhưng đổi lại các bạn sẽ không thể di chuyển đến nhiều nơi, không linh hoạt như là một chiếc MacBook được. Thì ở Halo luôn cung cấp những mẫu MacBook Pro, iMac Pro, Mac Pro đáp ứng đầy đủ những nhu cầu chuyên nghiệp nhất. À, hiện tại Halo đang có chương trình khuyến mãi dành cho những mẫu MacBook. Các bạn có thể tham khảo tại đường link là haloshop.vn hoặc là cửa hàng 92 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, mới là cửa hàng 143 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1. Còn mình là Cát đến từ Halo Shop. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See ya.